Cậu quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ ba ngày 12 tây tháng 9 năm 2023, chúc quý vị một ngày thứ ba an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Hôm nay có nhiều con số 3 quá. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng đã đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Không xong rồi quý vị ơi, cuối cùng thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Chú Ủn đã xuất phát. Vì sao? Tại sao? Nội dung thứ hai, một cái thông tin chấn động miền Nam California vào ngày hôm qua. Cô giáo, quý vị nghe kỹ nha, cô giáo có bầu với học sinh. Học sinh này dưới tuổi vị thành niên bị cô giáo đè ra, và cô giáo có bầu. Cuối cùng thì cái kết, chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Cái thông tin này tôi này chia sẻ để làm gì? Để cho quý vị khi mà có con em, dù cho nam hay nữ, đến trường học, phải hỏi han con em mình mỗi ngày để coi có chuyện gì xảy ra với con em mình hay không quý vị nhé. Đừng có để nước tới chân rồi mới nhảy. Và nội dung cuối cùng liên quan tới máy bay chở thủ tướng Canada có biến ở Ấn Độ. Vì sao? Tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để làm một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Và cô chú bác nào chưa nhấn nút đăng ký ủng hộ tinh thần thì please nhấn nút đăng ký nha, để tôi này có nhiều động lực làm ra video mới nữa để chia sẻ đến với everybody. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới thủ tướng Canada, đặc biệt là cái chiếc máy bay chở cái ông này có biến tại Ấn Độ. Vì sao? Tại sao? Đây, thì trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua, sau khi thủ tướng Canada đến Ấn Độ để dự cái hội nghị thượng đỉnh G20 gồm có 20 quốc gia mà có cái nền kinh tế lớn nhất trên cái quả địa cầu này tụ họp lại tại Ấn Độ để họp hành với nhau. Ok, rồi. Sau khi cái cuộc họp này được kết thúc thì ông thủ tướng Ấn Độ ông leo lên máy bay để ông chuẩn bị ra khỏi Ấn Độ để đi về nước của ông ta, thì đùng một cái chiếc máy bay chở thủ tướng Justin Trudeau bị có biến là gì đây. Vào ngày hôm qua, văn phòng của thủ tướng Canada cho biết ông và phái đoàn đã phải bị tạm hoãn lại, bị đình trễ lại và phải ở lại Ấn Độ sau khi chiếc máy bay chở ông này và phái đoàn cấp cao Canada gặp một cái trục trặc kỹ thuật. Không biết là chuyện gì nó đã xảy ra khi cái chiếc máy bay đậu ở cái Ấn Độ. Khi ông này từ Canada bay qua Ấn Độ thì cái chiếc máy bay ổng ok, hoàn toàn không có chuyện gì hết, và đáp xuống Ấn Độ và ông này đi giữ hội nghị thì chiếc máy bay nó đậu ở trong sân bay Ấn Độ. Nhưng tới chừng ông ta giữ hội nghị xong, ông ta đi ra thì cái chiếc máy bay nó bị trục trặc. Thì theo như thông báo của văn phòng thủ tướng Canada cho biết là khi mà khởi hành đến sân bay, lực lượng vũ trang Canada thông báo là chúng tôi nghĩ rằng cờ FK001 đang bị trục trặc kỹ thuật. Ai mà biết cờ FK001 là cái gì quý vị, nhưng mà đó là những cái danh từ ở trên chiếc máy bay đó, nó nôm na là như vậy. Ok, những cái vấn đề này không thể nào giải quyết được ngay. Phái đoàn của chúng tôi phải ở lại Ấn Độ cho đến khi nào có phương án giải quyết hay là có phương án thay thế. Thì đây cũng là một cái thông tin giật gân giật cốt cho nhà lãnh đạo Canada quý vị nha. Và đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai liên quan tới chú Ủn. Trong lúc ông thủ tướng Canada không thể nào rời Ấn Độ được thì bây giờ tới phiên chú Ủn đã chính thức xuất phát rồi quý vị ơi. Đây, vào ngày hôm qua, tình báo Hàn Quốc đã phát hiện ra chú Ủn âm thầm lặng lẽ leo lên tàu lửa, xe lửa đó, đã khởi hành xuất phát tới Nga để gặp chú Buri. Trong suốt thời gian vừa qua, có một cái thông tin đồn đoán và Mỹ CIA cũng đã phát hiện ra chú Ủn chuẩn bị bán vũ khí cho chú Buri. Okay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến gặp chú Ủn. Bây giờ chú Ủn qua bên Nga để gặp chú Buri để tiến hành ký giao dịch hay là lấy tiền gì đó, rồi bắt đầu sẽ trao vũ khí. Và cố vấn an ninh cấp cao của Mỹ, ông Jack Sullivan, đã cảnh cáo chú Ủn rồi.
Đừng có để cái chuyện này nó xảy ra. Đừng để chuyện này nó xảy ra. Tại vì Mỹ và NATO thế giới sẽ đáp trả cực gắt nếu chú Ẩn dám làm cái điều này, dám đưa vũ khí cho chú Putin. Nhưng quý vị biết rồi, chú Ẩn mà, chú điếc chú đâu có sợ súng, chú nghèo mà, chú đâu có sợ nghèo thêm nữa, muốn vua đâu bao giờ sợ bể quý vị. Cho nên đây, bao ngày hôm qua quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết một chuyến tàu lửa đặc biệt đã được cho là chở nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã khởi hành tới Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng chuyến tàu này là đang chở ông Kim Jong Un đi đến nước Nga để mời gặp chú Buri. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cái cuộc gặp gỡ này đây quý vị ơi, gay cấn quá rồi. Đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba liên quan tới cuộc sống của người dân Mỹ. Trong suốt 3 năm vừa qua, cái đất nước Mỹ này tệ nạn xã hội tăng cao. Hàng triệu người đã rời bỏ cái nơi mình nó gọi là thiên đường đó quý vị. Cái đó là ngày xưa, là 30 năm về trước rồi, thì California người ta gọi là thiên đường của của everybody. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn là thiên đường nữa. Hàng triệu người đã rời bỏ Cali trong thời gian vừa qua. Okay, tại vì tệ nạn xã hội, tùm lum thứ việc, vật giá leo thang, nhà cửa mắc mỏ, thuế má cao, dân dân và dân dân. Ok rồi đây. Thì vào ngày hôm qua, tại California, một học khu tại miền Nam California phải trả 8.2 triệu để bồi thường cho cô giáo đã hiếp dâm học sinh dưới tuổi vị thành niên. Và cô giáo này sau khi hiếp dâm hai học sinh xong, cô giáo này mang bầu. Và bây giờ không biết là học sinh nào làm cho cô giáo mang bầu trong hai học sinh đó, không biết là học sinh nào đây. Thì vào ngày hôm qua, một học khu tại miền Nam California phải trả 8.2 triệu để dàn xếp cái vụ kiện dính líu tới một cô giáo lỡ có bầu vì ăn nằm với học sinh của cô ta. Và cô này đang bị tố cáo tội lạm dụng tình dục. Cái cuộc dàn xếp này nó dẫn đến tổng số tiền bồi thường là 8.2 triệu mà học khu thống nhất Redland phải trả cho các cậu học sinh nạn nhân tình dục của cô Laura Whitehead. Cô này, cô giáo này tên là Laura Whitehead quý vị nhé. Tính từ đó đến bây giờ, cô giáo này đã coi như hiếp dâm ít nhất hai học sinh, và tất cả các học sinh này là khoảng lớp 11 và lớp 12. Thành ra bây giờ sau cái thông tin này, cho dù quý vị có con là nam hay nữ, khi mà đi học đến trường, về nhà, chúng ta cho dù biết là chúng ta rất là bận bịu trong cuộc sống, phải mưu sinh, công ăn việc làm, vân vân và vân vân, nhưng mỗi ngày quý vị cần phải có một nhín ra một chút xíu thời gian để hỏi han con của mình, nhìn con mình nó như thế nào, học hành ra sao, có chuyện gì xảy ra trong trường không, có bị ai ức hiếp hay là bị ai làm gì không. Tại vì nhiều khi ở bên Mỹ này, cha mẹ cũng không có thời gian nhiều với con cái, cho nên nhiều khi con cái mình nó bị cái gì ở trường, về nhà nó không dám nói với mình, nó không sao dám thổ lộ với mình, rồi nó cắn răng nó chịu đựng quý vị nhé. Thành ra sau khi bà con nghe được cái thông tin này, cho dù con cái quý vị lớn hay nhỏ, hay cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay là đại học gì đi nữa, nhớ dính một chút thời gian trong cuộc đời mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ để hỏi han con mình, nhìn ngó con mình, chăm sóc con mình quý vị nhé. Mưu sinh thì everybody đều phải mưu sinh, nhưng con cái, tương lai của con cái mình, cuộc đời của con cái mình nó cũng rất là quan trọng, và mình phải có trách nhiệm quý vị ơi, quý vị à. Đặc biệt là ai ở California, tại vì California bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra quý vị nha. Nó đang đứng đầu trên cái đất nước Mỹ này, 50 tiểu bang, nhưng mà tiểu bang Cali đứng đầu không phải về điều tốt mà là điều xấu đó quý vị. Đứng đầu về điều xấu cái đó mình mới đáng lo ngại, chứ còn đứng đầu về điều tốt thì đâu có chuyện gì để bàn, đúng không quý vị? Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ ba, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Liền bấm nút đăng ký, bấm nút like, nhấn nút chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Have a good day. Thank you.